Bạch chư tôn thượng đức tâm ni, kính thưa toàn thể quý nam nữ phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục thiền căn bản kinh Pháp Bảo Đàm. Phẩm thứ ba là nghi vấn tức là thắc mắc. Từ một hôm, vị sư quân, vị sư thế hội trai tăng, tức là trai tăng cung dưỡng, trai xong rồi sử quân mời sư tăng tòa cùng với quan chức dân chúng cung kính lễ bái. Sư hỏi, tức là vị sư quân hỏi rằng, đệ tử nghe hòa thượng thuyết pháp thật là bất khả tư nghị, nay có một ít nghi vấn, xin hòa thượng từ bi giải quyết cho. Tổ nói, có gì cứ hỏi, ta giải đáp cho. Sư quân nói, pháp mà của hòa thượng giảng dạy có phải là tâm chỉ của tổ Bồ Đề Đạt Ma chăng? Sư đáp, phải. Sư quân nói, đệ tử nghe nói rằng tổ Đạt Ma lúc mới gặp lương của đế, cô hỏi chấm suốt đời xây chùa độ tăng, trai tăng bố thí được công đức gì? Tổ Đạt Ma đáp, thật chẳng công đức. Đệ tử chưa hiểu lý này, xin hòa thượng chỉ dạy. Tổ nói, thật chẳng công đức, chớ nghe lời của bậc sấm xưa. Quả đế tâm tà, chẳng biết chánh pháp, xây chùa độ tăng, trai tăng bố thí, ấy là cầu phước, chẳng thể đem cái phước ấy cho là công đức. Công đức ở đây là pháp thân, chẳng ở tại của phước. Đa số chúng ta hiểu lầm, mà không phải ngày nay mà thời xưa cũng thế. Bởi vì mình cứ nghĩ rằng là công đức, mình cúng dường để xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, tất cả những việc đó là công đức. Thật ra đó là cái phước chứ không phải công đức. Cũng như chúng ta tụng kinh là phước chứ không phải là công đức, tức là phước đức chứ không phải công đức. Nói trong đại chúng ta tạo tác tất cả các cái phương tiện là cúng dường, trai tăng, xây chùa, đúc tượng, đúc chuông, và làm tất cả cái việc thiện trong cuộc đời này không chừa món nào hết, đó là phước đức chứ không phải công đức. Cũng như cái thập niên 60 trở về trước đó, thì tất cả những cái nguyện kinh tụng đó, thì là chư tổ trước là các ngài là tụng kinh phước đức thù thắng hạnh. Nhưng mà sau này rồi chư tôn đức cái thế hệ sau đó thì các ngài đã nâng lên một bậc là tụng kinh công đức thù thắng hạnh. Rồi mỗi cái việc mà hồi hướng đó cũng là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều đồng thành Phật đạo. Thì mình đang mong cũng là cái công đức đi, nhưng mà cái đó thật sự nó là phước chứ không phải là phước đức, chứ không phải là công đức. Rồi là sau này đó thì giờ là tất cả những cái phiếu đó, mà ghi ở chùa đó là Phật tử cúng 20, 30, 50 rồi ghi cái phiếu công đức ở đó là do cái thế hệ sau ảnh hưởng, cho nên tăng ni Phật tử chúng ta là hiểu lầm mà đó là cái phước đức chứ không phải công đức. Rồi do đời sau các ngài nó nâng lên một bậc thì chúng ta đông quen rồi, cho nên là không những ngày nay mà tổ xưa cũng thế. Cho nên là sử quân ấy mới thắc mắc và sai mặt cho cái hàng quan lại và cũng như chư tăng để hỏi tổ. Rồi đó là tổ đáp rằng á, là cái tâm tà của Bồ Đề đây không phải là tà ác,
mà tâm không phải là cái của chánh pháp. Đối với chánh pháp nó gọi là chánh tâm. Mình có nghi tuần, có cái làm mọi việc đều đúng với Phật pháp thì mới gọi là cái tâm chánh. Còn chữ tà này là nó lệch qua một bên, nó lệch đi chứ không phải là tà ác. Cho nên là tổ nói là chẳng biết chánh pháp, chánh là đúng về thực tế. Còn đúng về thực tế thì nó phụ khắp không gian và thời gian. Cho nên hai chữ chánh pháp tổ sư nói thì là nó về cái bản tâm của chúng ta. Hai chữ chánh pháp là bản tâm, là tri kiến Phật, chứ không phải là cái chánh pháp mà mình nói là xem như kinh điển lưu truyền này là chánh pháp đó. Tổ nói cái chánh pháp là tự tâm mình thấy được với chính mình có đúng như thực tế, không sanh không diệt, không sạch không dơ, không thêm không bớt, đó là chánh pháp. Rồi tổ nói tiếp là xây chùa độ tăng, cho tăng bố thế ấy là cầu phước, chẳng đem cái phước đó cho là công đức. Tổ giải thích rất là rõ, công đức ở trong pháp thân, chẳng ở tại tu phước. Công đức ở trong pháp thân chắc là thấu rõ được cái tự tánh của chính mình, đó là thoát ly sinh tử luân hồi với thật sự là công đức. Còn chúng ta làm tất cả các việc thiện từ xưa đến nay đó là phước đức. Cho nên tổ là giải tiếp, kiến tánh là công, bình đẳng là đức. Mà đây là cái xe sao cái luôn muốn tưởng, tức là thế gian gọi là công đức thì ngài cũng nói là công đức. Rồi các ngài nói bình đẳng, hai chữ này thì ghép lại là kiến tấn là công, bình đẳng là đức, mà gọi là kiến tấn rồi đó. Thì là đối với tất cả các việc cũng như là con người đều như nhau, không có phân biệt cao thấp phân thua, không có thiên lệ, mới gọi là bình đẳng, mới gọi là người đã thấy tánh vô niệm niệm vô ngại. Niệm niệm tức là thấu rõ lại chính mình rồi, niệm là nhớ, mà niệm niệm tức là quay lại được với chính mình, là không có trở ngại, không có chướng ngại, đi ở tự do mọi việc, không có gì ràng buộc hết, mới gọi là vô ngại. Thường thấy cái diệu dụng chân thật của tự tánh gọi là công đức. Là chư tổ nói chánh pháp đó, nói từ cái bản tâm của các ngài, nói từ cái điển giác của Đức Như Lai, nói từ cái chỗ không sanh không diệt như gương chiếu ẩm thì mới gọi là công đức. Tức là cái diệu dụng của chân thật của tự tánh mới gọi là công đức, tức là thấy lại được chính mình. Còn A La Hán gọi là chứng quả. Còn đối với tổ sư thì gọi là kiên tâm, trong tâm khiêm tốn là công, ngoài hành lễ phép là đức. Tức là cái người đã kiến tánh rồi, bên trong thì phế hợp với chân ngư, bên ngoài thì là phô diễn là vạn hạnh, bên tục độ vạn hạnh của hàng Bồ Tát. Bên trong thì nên phế hợp với chân ngư, tức là thấu rõ được chính mình rồi, không những chân như của mình mà chân như của Bồ Tát, của chư Phật mười phương. Đó, thế hợp với chân như là như thế đó. Ngoài với hiển bài phạm hạnh, tức là cái người trong sạch, không có một chút lỗi lầm nào hết, từ cái giới mà trọng cho đến giới kinh cũng không hề sai phạm, tức là các ngài sống lại với chính mình được rồi. Thì mới gọi là công đức. Rồi tự tánh kiến lập vạn pháp là công, tâm thể liền niệm là đức. Tự tánh nó kiến lập đây sẽ thật ra là cái dụng của tự tánh. Mà cái này diễn tổ nói chữ kiến lập đây không phải là có chuyện tạo tánh, kiến lập ngôi chùa, xây dựng ngôi chùa không phải, mà kiến lập vạn pháp đây là cái diệu dụng. Cho nên thế gian gọi là kiến lập, nhưng mà tự tánh làm sao kiến lập. Cho nên các ngài dùng cái thế lưu bốn tưởng, kinh điển nói như thế nào
Thì giới hạnh sư tổ rồi đều dùng danh từ như thế đó. Ở trên cuộc đời này nói như thế nào thì sư tổ thì nói y như thế đó, mà tâm không có tác ý, không có tác ý mới gọi là tổ sư, có tác ý là không phải rồi. Cho nên hai chữ kiến lập đây á thì là cái diệu dụng mới gọi là con. Tâm lìa thể, tâm thể lìa niệm, tức là đức. Cái tâm thể của nó là rộng rãi, nó không có nhớ, chứ niệm là ghi nhớ. Cái thể không có gì, cái thể lìa niệm là đức. Tức là tổ đã dùng cái từ một để phân tích cho chúng ta thấy, nhưng mà tụ trung á là kiến tánh của mình mới gọi là chân thật công đức. Rồi tổ lại đây tiếp là chẳng rời tự tánh là công, ứng dụng vô nhiễm là đức. Tức là nói thì là từ tự tánh, mà nín thì cũng từ tự tánh, mà ứng dụng không có bị nhiễm bụi trần thì mới gọi là đức. Muốn tìm kiếm pháp thân của công đức phải y theo đây thực hành mới là chân công đức. Tức là muốn tìm kiếm ở đây, tức là mình phải đề khởi câu thoại đầu có nghi tình, tức là quay lại với chính mình. Nó nói cho hàng phàm phu chúng ta. Còn đối với chư tổ thì là các ngài đâu có tìm kiếm đâu, mà các ngài chưa kiếm tấm á, thì thân cận với bậc tổ sư qua diệu dụng của chư tổ, các ngài nghi không biết mình nghi mới gọi là chân nghi. Và chân nghi tức chân ngộ. Gió thổi cây lá rụng, hoa nở, chim kêu, vườn hố, tất cả những cái sinh hoạt của vũ trụ vạn vật này cũng đều là giúp cho hành giả thành tựu được đạo quả. Tức là nó chín mùi rồi, thì gió thổi chim bay qua cái tác động của vũ trụ đó thì các ngài ngộ lại chính mình, nó thật sự như là nó chín mùi mới được. Giống như là cái trái sầu riêng, nó đã chín rồi thì nó mới rụng. Còn mà cây còn nó còn non mà gió thổi nó rớt đó, nó cũng rụng, nhưng mà cái này không xài được. Mà cái cây nó chín nó rụng. Rồi dưa đó, dưa gan á, cái gì thấy bán ngoài đường trái dài dài đó, cái đó nó chín nó mới rụng. Còn mình cắt sớm á thì giờ trái cây nó không ngon. Sầu riêng rồi chuyên gia đó thì họ trồng đó, họ đến nó có vườn đó, rồi họ trèo lên họ nhìn cái gai của nó, họ biết nó sắp chín rồi, họ cắt vô, họ để 3-4 ngày sau rồi nó mới chín. Thì cắt sớm quá nó không ngon, chất béo cũng giảm, chất ngọt cũng giảm, mùi thơm cũng giảm, bởi vì cái chất quá chất ảnh hưởng. Tức là đa số trên thị trường đó, người ta sử dụng cái quá chất cho nó màu chín. Mà các vị mua trái cây mà nó mới rụng mua về nó chưa có chín đó, thì các vị để tới 4-5 ngày nó mới chín. Còn ra đu đủ mà nó vừa hờm á thì họ cắt vô, họ nhúng thuốc rồi mấy ngày nó chín rồi, ngày sau chín liền. Còn cắt vô mà để thì cũng 5-6 ngày, cả tuần nó mới chín, thì cái đó nó mới ngọt, mới ngon. Thì trái cây nó chín nó mới rụng, chín nó mới ngon. Còn ép nó chín thì chín không còn ngon, nó còn có tác hại nữa, bởi vì có quá chất. Cho nên tổ nói mình tìm kiếm, tức là mình đề khởi câu khởi đầu quay lại với chính mình, đi theo đây mà thực hành là chân công đức. Tôi thấu rõ được chính mình mới thật sự là công đức, tức là thành tựu đó. Cũng như các vị mà học ở trên tiến sĩ á, trong quy định là 4 năm, ví dụ vậy, thì 4 năm các vị họ không ra trường, ta cũng cho mình ra trường nữa, không cho ai mình ở lại. Rồi đôi khi các vị đã giỏi rồi mà xin đăng cái học lại, ta cũng không cho nữa. Rồi trừ khi các vị đi qua cái khoa khác thì ta mới chấp nhận mình học cái khoa khác. Thế còn một khoa thì là
người ta không chấp nhận cho mình học lại. Thì tổ nói ở đây là để cho nhắc nhở hai phần. Một phần đó là cái người đã có cái chung đi rồi thì qua lời nói này các ngài tỏ ngộ. Còn người trong cái thời đó mà không tỏ ngộ là nghi, vì nghi là nhân, ngộ là quả. Còn mình ngày nay mình đề khởi câu khởi đầu có nghi tình là nhân, chứng tấn là quả. Mình đề khởi là nhân, có nghi tình là quả, có nghi tình là nhân, chứng tấn là quả, cho nên nhân quả tương tục. Do vậy cho nên tổ dạy tiếp chúng ta rằng người tu hạnh công đức, tức là mình thực hành đó, thì tâm chẳng khinh người, thường hành pháp cung kính. Tâm nếu khinh người, nhơ ngã chẳng giới là chẳng công. Tự mình hư vọng thật chẳng thật, tức là chẳng đức. Vì ngã chấp quá lớn nên thường khinh bỉ người khác. Tức là mình có tu tập mà chưa chứng tấn á, đôi khi ra có những cái lúc mà mình tiếp xúc công việc, trong lúc chúng ta đang ngồi tham, bỗng nhiên mình chợt hiểu cái gì đó, cái hiểu đó không dính dáng gì cho mình, không phải. Rồi có nhiều người cái lầm tưởng mình hiểu ra một cái vấn đề nào đó thì mình cho rằng là kiến tánh, rồi mình nghĩ rằng mình có cái công phu. Thì là theo như ngài Trung Phong á, Minh Bổn, ngài có chỉ dạy trong cái Trung Phong Pháp Ngữ, nếu một hành giả thấy mình hay là mình biết mình có nghi tình, biết không có vọng tưởng là tâm trộm cắp. Tại sao biết có nghi tình? Chứ biết đó là không đúng rồi. Biết không có vọng tưởng thì có hai cái biết, tức là tâm trộm cắp rồi. Mình biết là chính mình có nghi tình, không có vọng tưởng cũng là tâm trộm cắp. Huống chi mình có chút ít tu hành rồi nhìn qua người khác sẽ dễ đãi mình chê, không phải đâu, chê cái đó là sai lầm rồi. Cho nên á, cái hành giả ở trong cái đạo tràng chúng ta cần có đông người, vì hành giả đang tu mà mình ngồi mà kêu khác nói chuyện thì người ta không chấp nhận rồi. Cho nên cái lực của đại chúng á, chúng ta đến cái chỗ cùng nhau tu tập, cho nên nó là lợi ích rất là lớn. Chúng ta cũng đừng ở tu một mình, cũng đừng ở âm cốc, vì ở âm cốc đôi khi mình hơi có sổ mũi, hơi ấm ấm trong người thì nó thôi để nằm nghỉ chút, nằm nghỉ cái ngủ quên luôn, không có tinh tấn được, cho nên tự sanh giải. Mà nương theo đại chúng thì đương nhiên mình tinh tấn, mà chính mình cũng không biết nữa, bởi vì mỗi người cũng tự động mình đã tinh tấn rồi mà mình không có hay. Cho nên tổ đề tết này thiện tri thức nên niệm chẳng gián đoạn là công, tâm bình đẳng hạnh ngay thẳng là đức, tự tu tánh là công, tự tu thân là đức, tức là hành giải trung tâm siêu nhiên danh vi diệt tổ, tức là lời nói và việc làm nó phù hợp nhau, vượt qua mọi đối đãi mới là thân công đức, tức là tự tâm mà tự thân nó kế hợp nhau rồi, đó mới là chân thật công đức của chúng. Rồi tổ lại giải thiết rằng này thiện tri thức, công đức phải do tự tánh tự thấy, chẳng phải bố thí cúng dường mà cầu được, nên phước đức và công đức khác nhau là vậy. Võ đế tự chẳng biết chân lý, đâu phải lỗi của tổ sư đó. Tức là vua Lương Võ Đế là cái người làm tu phước nhiều, giống như là trong cái một đời của quá khứ là vua Lương Võ Đế cũng là một tỳ kheo trụ trì của một cái tự viện lớn. (Cười)
Ở bên cạnh cũng có bạn đồng tu để cho làm tri sự hay là giám tự. Thì Vua Lương Võ Đế thì là cái người niệm Phật, tu tạo nhiều phước đức. Còn cái vị tri sự đó thì là tu thiền. Thì cái chỗ mà rửa mặt của trụ trì á, tức là nó có một cái khu, cái sạp chứa nước và có cái ca. Mấy cái chùa xưa thường hay có để cho chư tăng rửa mặt đó. Thì là đặc biệt trụ trì chỗ của Vua Lân Võ Đế đó, rồi có thêm một cái sạp chỗ đó, nó có mấy cái con dế. Con dế thì trong kinh gọi là con thiện trùng á, mà các vị biết con dế mèn nó kêu nhỏ xíu phải không, còn con dế cơm á nó bằng ngón tay cái vậy, cho nên cái tiếng kêu của nó là vang xa lắm mà kêu lớn. Ban đêm mà hồi xưa thì có nghe không biết, bây giờ thì các vị ở thành phố không có đâu, nhưng mà ở dưới tỉnh thì đôi khi bây giờ nó không biết có nữa hay không. Nhưng mà thập niên của 60-70 đó, nó kêu một cái là nó biết tai luôn á, mà hai con mà nó kêu nữa thôi thì nó rầm gian hết. Thì mỗi ngày là Vua Lương Võ Đế lấy cơm cho nó ăn và niệm Phật chú nguyện cho nó. Một hôm mà trụ trì đi vắng, rồi cái vị giám tự đó, cái con dế này nó kêu là ngày ngồi thiền nó bị dao động, cho nên bắt con dế cắt ngang ngàn lần bỏ nó. Rồi trụ trì đi về thì không nghe tiếng con dế nó kêu, mà rọi đèn mới thấy con dế giờ kiếm nó bu, không biết ai cắt ngang không. Rồi thì giờ là Vua Lương Võ Đế khóc, rồi mà lấy cái miếng vải đỏ rồi buộc ngang lưng, nó đang mà chôn và cầu nguyện cho nó sanh về khỏi Phật. Thì cái thân sau á là lên làm vua, lấy niên hiệu là Lương Võ Đế, nhà Lương, không? Rồi ngài là giám tự thổ sơ đó, tức là ngài Chí Công. Ngài Chí Công ngài có những cái dụng dũng nó đặc biệt, gọi là không ai lường trước được. Nhưng mà cái bà Hy Sĩ á, là vợ của Vua Lương Võ Đế, thổ sơ là con dế, có cái duyên hằng ngày chú nguyện cho nên thân sau trở thành vợ chồng. Nhưng mà mỗi một lần mà bà Hy Sĩ đó gặp ngài Chí Công là rất ghét. Mà Vua Lân Bộ Đế là lúc nào cũng là căng ngợi, làm cho bà hoàng hậu không có được vui. Một hôm á, bà có rất tâm là muốn ám hại, cho nên cũng tiếp trai cúng dường. Tiếp trai cúng dường rồi thì bà sai thị tỳ ra làm thật một con chó, làm cái nhân. Rồi đem ra là ngài Chí Công ngài biết, cho nên dặn chư tăng trong chùa đó là gói bánh, rồi là bỏ trong cái tay áo rộng đó, bỏ trong đó. Rồi khi mà đến trong chùa trai tăng thì vô bưng bánh lên thì cũng lấy cái bánh đó đó, bỏ vô tay áo và lấy cái tay cái bánh mà bỏ trên tay áo, tay phải ra đem ra là lấy ăn bỏ nhỏ lại. Rồi sau bữa trai tăng thì là bà mới nói là lúc nào á hoàng thượng cũng khen ngài Chí Công là bậc thánh tăng. Thì theo thần thiếp thấy không phải. Nó sao không phải? Tức có là hơi nặng là ngu tăng đó. Chỗ nào là không phải đâu. Thì bà mới kể rằng thần thiếp gói bánh ít đó, nhưng thịt chó mà các vị chư tăng ai cũng ăn, chính người chư công cũng bán nữa. Mà bà thượng hết lòng khen ngợi, làm cho Vua Lương Võ Đế nổi giận, rồi xa giá đến rồi mang con theo. Ngài Chí Công mới đến trước cổng chùa đó. Ủa hôm nay sao bà thượng ra đến đây đón trẫm? Thì giờ là ngài Chí Công trả lời rằng lão tăng không muốn máu nhuộm sân chùa, cho nên ra đây để đón bệ hạ. Thì Vua Lương Võ Đế nói rằng cái gì hòa thượng cũng biết trước hết rồi, tại sao hôm nay là bánh ít nhân thịt chó hòa thượng và chư tăng ăn hết vậy?
Thì Ngài mới cười rằng Lão Tăng có ăn đau, rồi mới dẫn nhà vua ra sau chùa, mới cho moi lên mấy cái bếp đất đó đến đủ hết. Rồi mới là Ngài lấy cái ly nước đó, kêu sanh tịnh đó. Ngày nay các chùa đều có ly nước và để bình bông đó, gọi là sanh tịnh. Ngài rải ngay cho đó rồi biến thành con chó, nó chạy đi đó. Tức là phải thi điện chút thần thông để độ cho vua luôn chỗ đấy. Chính vì thế mà đến cái đời mà nhà Đường có lục tổ Huệ Năng thì giờ thứ sử mới đem cái chuyện này ra hỏi, thì Ngài nói là vô đấy tâm tà không hiểu được chân pháp đó. Cho nên là tổ cũng nói là chẳng biết chân lý. Chân lý đây là cái chỗ không sinh không diệt, không sạch không nhơ, không thêm không bớt, mới gọi là chân lý. Tổ nói đây có hai mặt, một mặt là chân lý thì xưa nay nó không đổi theo như cuộc đời, nhưng mà cái chân lý của tổ nói đây thì là cái chỗ tuyệt đối. Còn chúng ta hiểu cái chân lý ở đây là cái chỗ tương đối, nó có chỗ sai biệt. Rồi tổ sứ quân lại hỏi: đệ thử thường thấy tăng tục niệm Phật A Di Đà, nguyện sanh Tây Phương được vãng sanh chăng? Xin hòa thượng chỉ thị để phá nghi. Tổ nói: sứ quân hãy nghe đây, Thế Tôn ở trong thành Xá Vệ thuyết kinh dẫn hóa Tây Phương, rõ ràng từ đây đến đó chẳng xa. Nếu nói theo tướng thiết, tính theo số dặm thì 108,000 ức thập ác. Tức thập ác, tám tà nói thân, đó là nói xa. Nói xa là vì cả hạ căn, nói gần vì người thượng trí. Người có hai loại, pháp chẳng có hai thứ, do mê ngộ có khác nên thấy có nhanh chậm. Tức là chúng ta thấy cái người mà bén nhạy á, nói ra liền hiểu. Còn cái người mà căn tánh chậm lục á, nghe qua không có hiểu, về là sách lại là mới là nghiền ngẫm mới hiểu được. Thì nó có hai loại, pháp thì chẳng có hai thứ, mê ngộ là do con người, cũng như là đi thi. Mà tại sao là người thủ khoa, còn người là nhất nhị ba tư? Rồi có những hạng khuyến khích chạy thì mọi người cũng tập. Và tại sao chạy người nhanh lại chậm, rồi được thủ khoa, còn người lại chạy là không được phòng trưởng nào hết, cũng tham dự, phải không? Đó là do cái lực của mỗi người, tâm thức của mỗi người có chỗ sai biệt. Mà chạy thì được có hai pháp không? Đâu có hai, phải không? Rồi là trèo cao cũng vậy, ai nhanh? Bơi cũng vậy, ai bơi nhanh? Tại sao ta không học bơi, mình không học bơi mà ta lại bơi nhanh hơn mình? Đó là do cái lực của mình, phải không? Do cái trí của mình. Cho nên qua lời dạy của Phật, của Tổ là nhận định có chỗ sai biệt. Giờ thấy có nhanh có chậm là lỗi do nó con người. Cái mê thì niệm Phật cầu vãng sanh nơi khác, người ngộ thì tin tự tâm. Cho nên Phật nói tùy nơi tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Tức là cái tâm mình trong sạch. Cái tịnh của Tổ nói đây đó, nó hai phần, là cái tâm mình nó trong sạch là do niệm Phật. Và thứ hai á, cái tâm mình tịnh á, tức là cái tâm trong sạch này là thấy lại được cái bản tâm của chính mình mới gọi là tịnh. Cho nên có một cái câu chuyện kể rằng có hai người bạn cùng tu, nhưng rồi là cách xa nhau thời gian dài, rồi mới gặp lại, rồi hỏi nhau rằng, tức là một vị là tu thiền hỏi người niệm Phật là thượng nhân. Thượng nhân là chỉ cho hàng Bồ Tát. Các ngài kính trọng lẫn nhau cho nên gọi những cái từ rất là cao đẹp. Thượng nhân hành pháp gì hay là tu pháp gì? Nó là niệm Phật. Rồi vậy thì tu thiền á, hỏi vậy chứ là Phật A Di Đà bao nhiêu tuổi? Nó nói là Phật A Di Đà bằng tuổi của tôi.
Vậy là tội của thượng nhân bao nhiêu? Tội của Phật Di Đà. Đó, tức là cái tâm mình thanh tịnh, tức là Phật hiện tiền. Và cũng chính ở trong cái niệm Phật có dạy chúng ta cái một câu mà tất cả các hành giả niệm Phật cũng đều biết, đó là nhất cố Di Đà vô biệt niệm. Tức là niệm Phật không có niệm nào khác, mà hành giả tâm thiền tham cũng không có niệm nào khác hết. Mà người trì chú á, trì cũng không có niệm nào khác, mới gọi là chân trì, chân niệm và chân tham. Ừ, đang đau lưng. Nhất cố Di Đà vô biệt niệm. Xong rồi lúc là bà chỉ là đàn à, đừng có mua đẹp, sao bà có không lại. Dạ bà biết rồi. Bất lâu đàn là chẳng nhập khải móng tay, chẳng nhập khải móng tay, tôi coi Phật hiện tiền. Bất lâu đàn chỉ đón Tây Phương. Ra điểm nào ra cô hương Phật có chút bắt mà cũng một cái chẳng khải, tức là không nhập khải móng tay á, là ở cõi Phật Di Đà rồi, tức là tự tánh. Chính vì thế mà kinh á, tức là kinh nào, kinh Di Mật Cật á, kinh Di Mật Cật nói đó, tùy theo tâm mình tịnh thì sẽ hỏi Phật tịnh theo. Ở đây Lục Tổ cũng nói tùy tâm mình thanh tịnh thì cõi Phật thanh tịnh, tức là niệm Phật mà đến vô niệm, trì chú đến vô trì, xâm thiền đến vô tham, đó là tự tánh mình tự hiện. Sứ Quân là người Đông Phương, ở tâm tịnh thì chẳng tạo tội. Cái tịnh đây là tâm trong sạch, tức là người đã tọa ngộ, cũng đồng thời tâm có cái niệm Phật thì không có tạo tội. Thì người Tây Phương nếu tâm chẳng tịnh cũng có lỗi, dầu người ở phương nào cũng vậy. Nếu mà tâm mình không trong sạch thì đương nhiên phải có lỗi rồi. Người phương Tây tạo tội thì cầu sanh nơi nào? Cái tâm mình trong sạch giống như cái hạt lưu ly, tức là cái vòng cẩm thạch các vị đeo trên tay đó. Nếu mà các vị cẩn thận á, nó không có trầy, phải không? Mà cái nó có cái vết trầy rồi thì cái vòng đeo tay nó có giá trị không? À, đâu có giá trị, phải không? Đó. Cho nên là cái tâm mình trong sạch tạo lưu ly á, thì mới thật sự là cái tâm trong sạch, tức là tâm tịnh. Cho nên cái người phương Tây ở cõi Cực Lạc á, các vị biết là chính phẩm đại sen, tức là thượng phẩm thượng sâm, thượng phẩm trung sâm, thượng phẩm hạ sâm, đó là cao nhất đó. Cái phẩm thứ hai là trung phẩm thượng sâm, trung phẩm trung sâm, trung phẩm hạ sâm. Cái cấp thứ ba là hạ phẩm thượng sâm, hạ phẩm trung sâm, hạ phẩm hạ sâm. Đó, tức là chính phẩm đại sen mà chia làm ba phần. Vậy thì chúng ta niệm Phật mình ở cái phẩm nào? Thượng phẩm thượng sanh, tức là qua khai cái Phật ngộ vô sanh rồi. Mà nếu mình ở hạ phẩm hạ sanh thì giờ là mình ở trong cái hoa sen bao nhiêu đời kiếp, bao nhiêu kiếp. Mà các vị biết á, là một kiếp á thì có 16.789.000 năm. Vậy từ Phật Thích Ca thành đạo cho đến nay bao nhiêu rồi? Có 2.666 năm thôi. Mà bây giờ ở hạ phẩm hạ sanh trong cái hoa sen á thì nó là bao nhiêu kiếp? 12 kiếp mới vô 1.000.000 kiếp. Rồi do là 12.000.000 kiếp mới vô 1.000.000 kiếp, 4.000.000 kiếp mới vô 1.000.000 kiếp. Ta theo kinh nha, cái này kinh giải thích rõ ràng trong Tịnh Độ. Thế thì chúng ta niệm Phật sanh nơi phẩm nào? Thượng phẩm tự sanh hay là hạ phẩm hạ sanh?
Nếu mà hạ phẩm hạ sanh thì bây giờ chúng ta niệm được hạ phẩm hạ sanh đi, nhưng mà qua nở mình rời cõi cực lạc à, hay là khi mình niệm Phật được nhất tâm bất loạn mới tức đắc vãng sanh kinh Di Đà, phải không à. Rồi ở kinh Di Đà đó thì Phật cũng dạy là nếu mà cái thiện căn phước đức mình có nhưng mà ít quá làm sao vãng sanh, mà cõi Phật là cõi thanh tịnh, không một cái tạp niệm nào mới tương ưng. Bây giờ chúng ta nó có tạp niệm làm sao đâu tương ưng cõi Phật đâu. Ví dụ như ở đây các vị đi cần ra Hà Nội tham quan, mà bây giờ á sức khỏe mình có, phải không, mua vé máy bay đi được, nhưng mà bây giờ mình có không đủ tiền, ví dụ như là 3 triệu một chuyến bay, các vị có 2,8 triệu bán vé các vị không? Rồi bây giờ mình có đủ tiền mua vé máy bay, nhưng mà khi mình đến sân bay cái giờ bay đến, tự nhiên mình phát bệnh hay tự nhiên mình bị cảm và cho lên máy bay không? Nếu mà bị tim phát bệnh rồi lên máy bay rồi đi sân đó, ai chịu trách nhiệm có cho mình bay đi đủ không? Tức là phải đủ các điều kiện trong cái toán học, mà điều kiện chúng ta để giải một cái bài toán ắt có mà không đủ giải được không, có đủ mà không ắt có thì giải được không, cho nên phải có hai bình diện ắt có và đủ chúng ta mới giải được. Cho nên tổ nói cái tâm mình tà thì không thể phù hợp cho coi cực lạc rồi. Mà chúng ta đã được chư tôn đức giảng dạy về pháp tu tịnh độ, phải không? Là chúng ta phải giảng thật rất là kỹ. Và đôi khi là đối nghiệp vãng sanh với điều kiện là giây phút cuối cuộc đời chúng ta tỏa ngộ được thì mới là đối nghiệp vãng sanh. Vì cái nhân mình gieo nói tới cực lạc, mà về tới cực lạc rồi mình còn tu nữa không? Ăn thì cơm ngọc, từ mặt thời Âu Châu có ngân cá, có kim lầu, có chen nói bát nhiệm màu dễ nghe, rồi nghe rồi mới tỏ đạo bồ đề, có phải tu nữa không? Con phải về đó, không phải tỏ đạo bồ đề. Bồ đề là tự tánh, là giấc ngộ, còn mình không tỏ thì làm sao được tự tại? Cho nên về cõi cực lạc còn tu thêm không? Thầy lão ngồi đây là ngửa mắt nó không chịu được. Cho nên tổ nói không có sai. Rồi á, kẻ mê chẳng rõ tự tánh, chẳng biết tịnh độ trong thân, cầu nguyện nơi đông nơi tây, người ngộ thì ở đâu vậy? Cho nên nói ở bất cứ nơi nào cũng đều được an lạc. Chứ an lạc đây là tứ đức của Niết Bàn đó, chân đức, ngã đức và lạc đức, tức là người đã đạt tới cái chỗ tự do tự tại, tức là đã thấu rõ chính mình ở đâu cũng là an vui. Còn nếu mà mình đang niệm đang tu á, tức là chúng ta đang học, mà các vị đang học tiến sĩ đó, thì nó phải đúng cái năm tháng ta cho mấy là mãn khóa, ta này chiêu sinh khóa mới chứ, phải không? Cho đến cuối cuộc đời của mình mà nếu đối nghiệp á, cái giây cuối cuộc đời cái tâm hết sức là trong trầm, thì lúc đó mới tương ứng với cõi cực lạc. Mà lúc ra đi á, mình còn nhớ chùa, còn nhớ đệ tử. Còn các vị ra đi thì còn nhớ con, nhớ cháu, đứa ở xa, đứa ở gần, cái này không biết lúc này nó làm sao rồi. Mình thương nhớ rồi làm sao vãng sanh được, thương nhớ chùa chiều xây đẹp quá làm sao vãng sanh được, phải không? Cho nên trong cái cuối cuộc đời của mình là phải giữ cái tâm an định. Mà tâm an định là có nghi tình, có chánh niệm. Rồi tổ lại dạy tiếp: sự quân, nếu tâm chẳng khởi niệm ác thì Tây Phương cách đây chẳng xa. Nếu tâm thường khởi ác thì dẫu cho niệm Phật thì cũng khó mà vãng sanh. Nay khuyên thiện tri thức, trước nhất phải trừ thập ác, tức là tham sân si á, thân tam khẩu tứ ý tam, tức là trừ thập á, thân có ba, là gì? Sát sanh hại vật, phải không? Ý có bốn là gì?
nói dối, nó đổi đôi chiều, nó đòi hướng hướng ác. Trong tâm có gì? Tham, sân, si. Mà tâm là 10 cái điều này thì làm sao mà vãng sanh được. Cho nên là trước mắt phải trừ tập ác, tức là đã đi được 10 dặm dặm rồi. Phải không? Đó. Thân sắc sanh trộm cắp, tà dâm. Miệng thì nói dối, nó lửa đôi chiều, nó lời hôn, hôn ác. Mà trừ được cái này thì là đi được 10 dặm dặm rồi. Sao giúp được 8 tà? Tức là đã qua 8.000 dặm vậy. Nên niệm thấy tánh, thực hành bình đẳng và ngay thẳng đến Tây Phương như bốn ngón tay, liền thấy Di Đà. Nhất cứu Di Đà vô biệt, biệt niệm bất lâu đài chỉ đáo tay. Tình thường, nếu các vị không có niệm nào khác hết, tâm thiền chỉ có như tình, không có cái nào khác hết. Mà thì chú cũng là cái an định trong cái là gì? Thân không có làm điều ác, tâm không có tham sân si, phải không? Miệng cũng không có nói điều gì ác, mà chỉ chú mục vào cái thì chú, thì không có mười đừng phải vậy không? Thì mới tương ưng chứ. Thì giờ là cái người niệm Phật á, mà không có niệm nào khác là chẳng động khai móng tay liền thấy Phật Di Đà, tức là tự tâm Di Đà, di tâm tịnh độ. Rồi là tổ lại giải tiếp: sứ quân chỉ cần tu thập thiện, đâu còn phải nguyện vãng sanh. Nếu chẳng dứt thập ác tâm, Phật nào đến rước? Nếu ngộ được pháp vô sanh, nếu mình thấu rõ được cái pháp vô sanh, tức là không sanh không, không diệt, bất sanh bất diệt, bất câu bất tịnh, bất tăng bất giảm, đó là cái thật sự pháp vô sanh. Thấy Tây Phương chỉ trong chốc lát, chẳng ngộ tự tâm mà niệm Phật thì còn đường vãng sanh xa xôi, làm sao đến được? Sư nói: đại chúng, cơ thể của các ngươi là thành, nhãn nhĩ tỷ thiệt là cửa. Ngoài có 5 cửa, trong có cửa ý là tâm địa. Tức tâm là địa, tánh là vua. Nói là tâm tánh chính là hai cái từ và hai cái ngôn ngữ, nó có khác nhưng mà nó cùng một ý. Vua thì ngự nơi tâm địa, còn tánh tức là vua còn, tánh đi thì vua chẳng còn. Tánh còn, thân tâm còn, tánh đi thì thân tâm bại. Tìm Phật ở nơi tâm, cho nên cầu Phật ở bên ngoài. Tức là các vị cái niệm Phật đến vô niệm đi, tâm thiền đến vô tham đi, là đúng với ý của Phật của Tổ. Tự tánh nếu mê, tức chung sanh. Tự tánh giác ngộ là Phật. Nó mê tức là mình còn cái tâm lăng xăng là mê. Mình tâm mình nó ghi tình nó tăng vỡ. Ghi tình phải tăng vỡ mới được, chứ ghi tình không tăng vỡ cũng không thấy tâm được. Các vị nhất tâm mới được phần sanh, không nhất tâm không được phần sanh. Tức là qua lại cái câu niệm Phật, qua lại câu trì chú, qua lại với câu thoại đầu, để có nghi tình, để có chánh niệm. Tự tánh mê là chúng sanh, tự tánh ngộ là Phật, từ bi là Quan Âm, hỷ xả tức thế chí, thanh tịnh tức Thích Ca, bình đẳng ngay thẳng tức Di Đà, nhân ngã là núi Tu Di, tà tâm là nước biển, phiền não là làn sóng, độc hại là rộng ác, hư vọng là quỷ thần, trần lao là cá trạnh, tham sân là địa ngục, ngu si là súc sanh. Đó là cái tâm của chúng ta nó vướng trong cái chỗ đó đó. Một đêm nào là có con thì nó đi vào cái con đường này. Thì bây giờ tổ là giải tiếp: này thiện tri thức, thường hành thập thiện, thiên đàng liền đến, trừ được nhân ngã mà thấy có mình, có người đó,
thì là mình không còn ta là người thì là lối tu duy nó sập rồi. Mình thấy cái ta của mình nó bằng cái lối tu duy mà trôi được vô ngã thì lối tu duy sập, phá được tà tâm thì nước biển cạn, chẳng sanh phiền não thì làn sóng lạnh, bỏ quên độc hại là cá rồng tuyệt, tự tánh Như Lai trong tâm địa phóng đại quang minh, ngoài chiếu sáu cửa thanh tịnh, phá hết lục dục chư thiên, tự tánh chiếu soi bên trong liền trừ tam độc, các tội địa ngục nhất thời tan rã, trong ngoài sáng tỏ chẳng khác Tây Phương. Nếu chẳng tu như vậy, Tây Phương làm sao đến được? Các vị giữ được cái chánh niệm, cái tâm trong sạch rồi đó, là trừ cái nhân ngã, trừ cái tâm độc hại, mà có được cái nghi tình, thì cái tâm tham sân si mạng nghi ác kiến đều nhất thời tan rã. Có được chánh niệm, có được nghi tình, thì các sư này đương nhiên là không có khổ tâm hành giả rồi. Chính như thế, trong cái pháp hội đó, thì đại chúng nghe nói liền tin, tự tin sẽ được kiến tánh, hãy đều lễ bái tán thán rằng: lành thay, nguyện khắp pháp giới chúng sanh nghe được pháp này sẽ được từ nghi đến ngộ. Tức là các vị cứ đề khởi con khởi đầu có nghi tình, niệm Phật có chánh niệm, tức đắc vạn sanh, chẳng nhọc cải móng tay. Rồi tổ là nói tiếp này thiện tri thức, nếu muốn tu hành tại gia cũng được, chẳng do tại chùa, tại gia tu được như người Đông Phương mà tâm thiện, tại chùa chẳng tu như kẻ Tây Phương mà tâm ác. Chỉ cần tâm được thanh tịnh, tức tự tánh Tây Phương. Sư Vân lại hỏi: tại gia phải tu như thế nào? Xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy. Tổ nói: nay ta vì các ngươi nói bài vô tướng tụng, chỉ cần ý theo đây mà tu, như thường ở với ta chẳng khác. Nếu chẳng chịu tu, dẫu cho xuống tóc xuất gia cũng đâu có ích lợi gì. Bài kệ nói rằng: tâm bình đẳng chẳng nhọc thì giới. Mà cái tâm của các vị bây giờ có nghi tin, có chánh niệm thì không cần giữ giới, mà nó gồm đủ trong đó. Tức là tâm địa chẳng quấy, tức là tự tánh là giới. Hành ngay thẳng rồi đâu cần tu thiền. Hành của mình ngay thẳng là chúng mình có tu, có câu khởi đầu, có câu niệm, niệm Phật. Mà bây giờ cái người mà đã đạt được rồi đó thì không cần tu thiền, không cần trì giới, mà chỉ tự do tự tại sống giữa cuộc đời này. Còn cái người mà đang tu đó thì các vị cần có nghi tình, cần có chánh niệm, thì nó gồm đủ trong này rồi. Mà nếu các vị đã rời khỏi đạo tràng, đã rời cái tâm của mình tạo tác các tu khác á, thì không giữ giới không được. Bởi vì mình còn phàm phu ở nơi đạo tràng, thì cái tâm mình có chánh niệm, có nghi tình, ra khỏi đạo tràng đó khi ta khen thì nổ lỗ mũi cũng không được rồi, mà ta chê bai thì mặt với sĩ cũng không được rồi, khen chê đều chẳng quan tâm. Tức là hạn ngay sẵn là công phu của bộ nhậm, tức là bài kiến tâm. Rồi ngộ rồi mà chỉ cần bộ nhậm, phải tu thiền, đó là chú thích. Báo ơn là nuôi dưỡng cha mẹ, nhân nghĩa thì già trẻ thương nhau, khiêm nhường thì sang hàng hòa thuận, nhẫn nhục thì việc ác chẳng sanh. Nếu công phu được miên mật, tức là công phu được liên tục không có gián đoạn đó, có nghi tình, có chánh niệm, thì dù kẻ độn căn thì cũng phải say tánh. Và cái người đó là độn căn cũng được vãng sanh. Thuốc đắng
thì từ được bệnh khổ, lời tái tai là do trung ngôn, tự sửa vấy sẽ sanh trí tuệ, dấu lỗi thì trong tâm chẳng lành, hàng ngày thường lợi ích chúng sanh, thành đạo chẳng do bố thí tiền, bồ đề chỉ ở nơi tâm ngộ, đâu cần hướng ngoại để cầu viên. Nghe xong hãy theo kệ đây mà tu hành, tịnh độ ở ngay trước mắt. Sư lại nói, này thiện tri túc, cần phải đi theo kệ này tu hành, nhận thấy tự tánh thẳng đến Phật địa, pháp chẳng đợi người, các ngươi hãy đi, ta về tàu cơi. Thể có thắc mắc thì đến hỏi. Lúc ấy sử quân vào trong hội chúng, các quan chức thiện nam tín nữ đều được tỉnh ngộ. Tín thọ phụng hành chứ tỉnh ngộ đây là qua lời nói, là không có bị kẹt từ trước đến giờ được gọi là tỉnh ngộ, mà cũng đồng thời do lời nói của Tố mà có người cũng được chứng tánh. Và qua lời dạy của Tổ, con người đi theo đây mà